Ấy cha cha, nhổ mãi nhổ mãi. À được rồi, mệt quá trời ơi, nhổ đúng mức củ cải mà chị em mình vất vả quá, nhưng mà công nhận được củ cải to nhờ. Mẹ mình và mình về nạp củ cải về nấu canh. Sao củ cải nhà mình bây giờ to như thế này? Bình thường nó chỉ to bằng bằng cái tay mình cơ mà. To quá. Ăn không được, sao phải nhổ. Chị thấy một củ cải nó to như thế này ấy. Ui sao nó to thế này á? Ui mà nó chặt thế. Sao nhà em trồng được giống cải gì to thế? Nghe xem nào. Mà với em ngã là vì em nhổ củ cải đấy hả? Chị này tưởng em làm gì bị ngã. Trời ơi, nào thế bây giờ nhổ nhá. À hai chị em mình cùng nhổ nào. Một mình em cũng không nhổ được thì sao chị nhổ được. Vậy hai chị em mình cùng nhau nhổ nhá. À đúng rồi, chúng mình sẽ hát bài ca củ cải, nhổ để lấy không khí được không? Nhổ cài lên, nhổ cài lên. Ái chà chà, ái chà chà. Nhổ mãi mà không xong. Trời ơi, sao nhổ mãi mà không được thế này? Bạn em chắc quá ấy. À, bây giờ cố một lần nữa nhá, hát to vào, đúng chưa? Để lấy không khí chúng ta phải nhổ được củ cải đây về. Bây giờ được, à, bắt đầu. Em phải bắn chặt vào nhá. Nào, một, hai, ba. Nhổ cài lên, nhổ cài lên. Ái cha cha, ái cha cha. Nhổ mãi, nhổ mãi. À được rồi. Mệt quá trời ơi. Nhổ đúng mức củ cải mà chị em mình vất vả quá. Nhưng mà công nhận được củ cải to nhờ. Ui thế này nhà em phải ăn cả tháng không hết luôn ý. Ui nhổ. Thôi mang về đi. Hay là cho chị xin một ít nhá. Về nhà cắt cho chị xin một nửa. Ui, cái củ cải này to thật đấy, chị chưa bao giờ thấy một củ cải nó to như thế này luôn đấy. Chắc ăn ngon lắm ấy nhở. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.